Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành Nap ca. Hôm nay thì mình sẽ đánh giá cái con phù thủy mới ha, Jaga, tướng không gian. Rồi, phù thủy của chúng ta thì sức mạnh của cô ấy được thể hiện ở những kỹ năng nào? Thì mình có thể nói là bộ kỹ năng của vị tướng này, nó chủ yếu là nó xoay quanh cái kỹ năng này là quan trọng nhất này các bạn. Đó là nó xoay quanh cái kỹ năng kẻ trộm hồn. Ha, một là cái kỹ năng này nó có khả năng đánh cắp sức mạnh và phòng thủ của cái địch. Cái thứ hai, ngoài sức mạnh và phòng thủ khi chúng ta nâng cấp trang bị chuyên, nó còn đánh cấp thêm năng lượng. Đánh cấp thêm năng lượng, một là vị tướng của chúng ta sẽ nổ nhanh. Cái thứ hai là sẽ giảm nổ của cái địch. Này rất quan trọng nha các bạn. Nó làm cho cái địch lâu nổ hơn thì quân ta sẽ chiếm được ưu thế trong chiến trường. Ngoài ra với nội thất độc quyền, thì khi cô vị tướng này được bảo kê một lần sát thương chí mạng thì cô ấy sẽ không bị chết mà sẽ chui vô nhà nấp. Sau khi chui vô nhà nấp hồi máu cùng với hồi mana với 94 nội thất độc quyền và tối thiểu là hồi tới 600 các bạn. Tối thiểu là hồi tới 600 mana thì tương đương với việc khi xuất hiện lại chiến trường cô ấy lập tức sử dụng cái kỹ năng nổ này triệu hồi ra một cái nhà cây. Và cái nhà cây này thì nó sẽ có tác dụng như sau, nó sẽ có hai cái CC. Một là hất tung bị trốn, khiến khi địch bị trốn trong vòng 3 giây và nó gây sát thương các bạn. Nó gây sát thương ngọn lửa phù thủy là tới 270% sát thương, cùng với đó là 180% sát thương cơ bản khi triệu hồi nhà cây nữa. Rất là đau. Ngoài ra thì cái kỹ năng mà gây sát thương nhiều nhất của cô ấy có thể nói đến đó là kỹ năng này, gọi quả thả thuốc xuống các bạn. Và có thêm một cái kỹ năng gây khống chế phụ, đó là kỹ năng gọi cái cây lên đập. Và kỹ năng này được một cái đó nó gây sát thương khi phần trong máu. Tuy nhiên cái nó bị một cái đó giới hạn hiệu quả tấn công nó hơi thấp các bạn. Chỉ là 200% hiệu quả tấn công của Jaga. Nếu mà cái phần trăm hiệu quả tấn công này nó cao cỡ như Raku là 650% thì nó sẽ là một chuyện khác rồi. Hơi xui một cái là cái HP này nó hơi thấp ha. Giá trị chỉ được 200%. Tuy nhiên nó còn gây thêm sát thương chuẩn của kỹ năng nó 240 nữa các bạn. Nên các bạn cộng lại cái sát thương nó gây ra tới 400 mấy lượng, không ít nha. Rồi, với cái kỹ năng mà cái con quạ nó ném những quả bom xuống này, nó tương tự với con Ensama ha. Với đòn đánh thường của Ensama thì nó sẽ có 3 kiểu. Đó là nó chưởng xét, rồi nó ném trường trọng lực. Với lại một đánh một kiểu nữa các bạn. Còn Jaga thì sẽ sai con quạ. Ngoài ra nó có đánh thường nha. Nó còn sai thêm con quả ném những lọ thuốc này. Các bạn thấy mang lại những cái hiệu quả này gọi là debuff. Mang lại những cái debuff rất khó chịu cho kẻ địch. Thuốc giảm tốc này, kẻ địch bị trốn sẽ mất hiệu quả tấn công và tốc độ tấn công trong vòng 4 giây. Thuốc nhu nhược thì sẽ mất năng lượng. Lại là một kỹ năng làm kẻ địch mất năng lượng nữa nha các bạn. Thuốc thu hận, kẻ địch sẽ bị mất máu tương đương với 40% hiệu quả tấn công mỗi giây. Là chúng ta sẽ bị mất hiệu quả tấn công, mất tốc độ tấn công, mất năng lượng và chúng ta mất bị rút máu nữa các bạn, kiểu như trúng độc á. Kết hợp với cái này nữa là có thêm một cái chiêu rút mana cùng với rút tấn công và rút phòng thủ nữa các bạn. Nó giảm cái phòng thủ của đối phương xuống rất nhiều và giảm khả năng hồi mana của cái địch để nổ. Nhưng mà cơ bản thì vị tướng này là một vị tướng pháp sư đằng sau cùng với những debuff dán lên cái địch và hút mana rất là dễ nổ ha. Tuy nhiên cái CC này mình đánh giá đó là cái khả năng khống chế nó hơi thấp, chỉ có 3 giây các bạn. Nếu mà quân địch bị trốn nhiều hơn thì để mình vào để cho các bạn xem nha. Có 3 giây nên trong chiến trường gần như là chúng ta không thấy tác dụng luôn các bạn. Bởi vì thời gian tác động quá ngắn cho nên nó các bạn thấy tác dụng của nó là gần như là rất thấp. Rồi các bạn xem nha. Thả bom xuống kẻ địch. Rồi, triệu hồi cái nhà cây này. Triệu hồi nhà cây. Y Belinda bị trốn, xong đó hết trốn rất nhanh nha các bạn. Lại triệu hồi cái nhà cây. Đó. Được một cái điểm mạnh của cái vị tướng này đó là cái chiêu mà triệu hồi nhà cây, nó sẽ ưu tiên cái vùng mà có nhiều mục tiêu nhất các bạn. Được cái là cái chiêu triệu hồi nhà cây nó sẽ ưu tiên cái vùng mà có nhiều mục tiêu nhất.
Điều này có nghĩa là sẽ có rất là nhiều quy địch sẽ bị trốn, cùng với khả năng hút mana và hồi mana nhiều của mình thì cô ấy sẽ rất là nhanh nộ ha, và khả năng ăn cắp chỉ số phòng thủ và chỉ số tấn công của cái địch nữa, nên những đòn nộ của cô ấy sẽ đau hơn. Rồi các bạn cùng xem team. Đầu tiên sẽ là Leona Da Vinci đóng khung. Đóng khung rất đẹp các bạn, đóng toàn bộ quân địch luôn, cùng với phù thủy của chúng ta dặm. Nếu mà so sánh vị tướng này với con Ensama thì vị tướng này nó mang một cái thiên hướng khác các bạn. Ensama của chúng ta thì nó sẽ là con vị tướng mà nó nổi trội về tấn công hơn. Con này thì nó thêm một chút debuff với lại hút mana của đối phương rất là khó chịu. Và có thêm khả năng CC nữa. Rồi và tất nhiên tướng không gian thì kết hợp đẹp nhất và kết hợp chung với tướng không gian các bạn. Các bạn coi combo cùng với Leona Da Vinci đóng khung nguyên tem. Rồi sau đó thì phù thủy của chúng ta ném một quả bom vô đúng cái chỗ vùng đang đóng khung, thế là cả team địch bốc hơi luôn các bạn. Cái chiêu công quả ném bom rất mạnh nha các bạn. Rồi và sát thương chủ yếu là đến từ vị phù thủy của chúng ta ha, Yaga. Những quả bom từ công quả vừa mang đến debuff vừa mang đến lượng sát thương rất là kinh khủng nha các bạn. Giờ mình sẽ thử xếp cho cô ấy đứng đầu này cho các bạn xem. Khi cô ấy đứng đầu thì cô ấy bị sát thương chí mạng thì cô ấy sẽ trốn vào nhào cây. Khi ra thì hồi phục đủ được lượng năng lượng gần như là đủ để nổ luôn. Trốn các bạn. Thali với lại Becky đang bị trốn cùng với hai lính của Becky. Đó, sau khi đứng dậy thì lập tức là hết trốn. Thời gian trốn nếu mà tăng thêm tầm khoảng 1-2 giây nữa thì vị tướng này rất mạnh nha. Tuy nhiên chúng ta không thể đòi hỏi quá nhiều các bạn, vị tướng này có quá nhiều thứ rồi. Về trước mắt khả năng đi đấu PvP thì con này có thể trộn combo với một vài con được các bạn. Ví dụ như con có thể trộn combo với Leona Da Vinci được nè, để có thể CC đến chết cái địch. Ngoài ra thì đấu PvE, sorry các bạn. Ngoài ra còn nếu mà vị tướng này của chúng ta đi map á, đi đấu PvE thì sẽ rất khó chịu cho kia địch ha. Rồi mình sẽ thử xếp con này đứng đầu. Đứng đầu đi, Yaga. Mình sẽ cần thêm một chút khả năng bảo kê. Rồi, xem Yaga của chúng ta đứng đầu sẽ chui vào nhà cây như thế nào. Hai cái CC nha các bạn, vừa dựng nhà cây lên vừa lấy cái chân đè cái con Mayhira không nhúc nhích được luôn. Rồi mặc dù cô ấy đứng đầu nhưng team mình cứng quá nên vẫn không chết được. Rồi Vega đấu với Legend Never Die, dựng cây. Chưa bị sốc sát thương chết các bạn. Khả năng ăn cắp phòng thủ từ đối phương cho con này một độ trâu tương đối luôn. Wow. Mình đã thử xếp đứng đầu nhưng mà hai trận không chết. Rồi. Đã quật ngã Thoran. Nếu mà vị tướng này cái chiêu nhà cây á, nó cũng tương tự với cái chân kia thì ngon các bạn. Đó, cái chân nó đứng lên nó dặm cái con Thoran nằm im ru luôn, các bạn thấy không? Nếu mà cái nhà cây mà có thêm một chút hiệu ứng nó nổi dậy, nó không có bỏ chạy mà nó đứng lại nó quay quay hoặc nó làm gì được một tí nữa thì thực sự mạnh. Đó, chịu sốc sát thương thì nhà cây nó hiện ra và con này sẽ núp vào.
Nói chung là đây là một vị tướng khá mạnh ha, và các bạn thấy cái đấu trường thử nghiệm của vị tướng này gần như là mình chỉ cần đi đại là qua thôi. Mình chỉ cần xếp tem tem bừa là qua thôi, nên chắc là cũng không cần video hướng dẫn cái đấu trường thử nghiệm cái vị tướng này đâu các bạn ha. Khá dễ, nói chung là một vị tướng mạnh đi kèm với cái này thì dễ rồi. Yaga. Rồi, tóm lại thì về các bạn thì mình đánh giá đây là một vị tướng mạnh nha các bạn. Bao gồm kỹ năng CC rất đáng kể, chồng cái CC này. Với CC nữa là chồng là một con tướng gần như là không thể được chơi game luôn. Nếu mà hai kỹ năng này nó chồng lên cùng một mục tiêu, gần như không thể bị chơi game cùng với khả năng trâu có nha. Với lại sức sát thương tăng lên dựa vào khả năng kẻ trộm hồn này. Ngoài ra thì cái kỹ năng thả bom của mấy con quạ này rất đáng kể các bạn. Rồi, được một cái nữa là nếu trong PvE cũng không phế lắm, tại vì có được một cái kỹ năng là miễn miễn tử một lần. Ngoài ra sau khi miễn tử thì có cái hồi năng lượng thì sẽ ra sẽ ngay sẽ quật ngay cái chiêu CC cộng với chiêu CC này nữa thì cũng rất có khả năng là combo được với vài con có khả năng CC tốt trong team các bạn. Nói chung là đây là một vị tướng đáng nuôi, chờ 2 tháng sau chúng ta sẽ đổi, không nên bỏ qua nha các bạn. Rồi, và video của mình đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau nha. Xin chào tạm biệt. Sắp tới buổi tối chắc là mình sẽ like một chút các bạn. Hiện tại cũng đang rảnh rồi, mình sẽ like một chút để cho lưu ý mọi người ha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt.